Tài xế trả tiền lẻ BOT Cai lầy tiếp tục xả trạm Sau hơn 3 giờ hoạt động đến trưa ngày 30 tháng 11, một nhóm tài xế đã dùng tiền lẻ trả phí qua trạm BOT Cai lầy khiến giao thông trên quốc lộ 1 hướng từ Cần Thơ về thành phố Hồ Chí Minh bị kẹt, buộc chủ đầu tư phải xả trạm. Trưa 30 tháng 11, nhiều tài xế dùng tiền lẻ để mua vé qua trạm BOT Cai lầy khiến giao thông trên quốc lộ 1, đoạn khu vực trạm thu phí bị ung tắc nghiêm trọng. Nhân viên của trạm cùng lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát tuần tra đã đến tận các phương tiện thuyết phục các tài xế trả tiền lẻ đi qua trạm và mua vé tại một chốt ở hai đầu cabin. Tuy nhiên, các tài xế đã không đồng ý và nhất quyết phải vào trạm để mua vé bằng tiền lẻ. Lo ngại tình hình giao thông bất ổn, chủ đầu tư đã quyết định xả trạm. Đến 13 giờ cùng ngày, sau hơn 10 phút xả trạm, giao thông tại khu vực đã dần ổn định trở lại. Trước đó, vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày, trạm thu phí BOT cai lậy chính thức hoạt động trở lại sau 3 tháng đóng cửa. Ngay sau khi trạm mở cửa bán vé trở lại, một số tài xế đã dùng tiền mệnh giá 500.000 đồng để mua vé qua trạm. Sự cố có gây kẹt xe nhẹ, tuy nhiên chủ đầu tư vẫn quyết không xả trạm. Đến trưa cùng ngày, do lượng xe đổ về trạm đông, nhiều tài xế đã dùng tiền lẻ mua vé qua trạm, khiến giao thông ủng tắc, trạm BOT cai lại phải xả trạm. Chủ đầu tư BOT cai lại không dừng thu phí lẫn rời trạm Trả lời báo chí sáng 30 tháng 11, ông Lưu Quang Hào, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang, khẳng định rằng sẽ không có chuyện dừng hoạt động thêm lần nữa và không di dời trạm. Sáng 30 tháng 11, trạm thu phí BOT Cai Lậy đã chính thức thu phí trở lại sau 3 tháng tạm dừng vì bị sự phản đối của nhiều tài xế. Lần thu phí trở lại này, mặc dù mức giá mới đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt giảm 30% cho tất cả các phương tiện, tuy nhiên Việc này vẫn chưa được sự đồng thuận của người dân và tài xế. Họ cho rằng việc chủ đầu tư, đầu tư làm mới tuyến tránh cai lậy mà đặt trạm thu phí trên quốc lộ 1 là bất hợp lý. Nhiều tài xế đề nghị chủ đầu tư dời trạm vào đường tránh như đúng với tên gọi của dự án BOT tuyến tránh cai lậy. Ngay trong sáng 30 tháng 11, ông Lưu Quang Hào, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang đã trao đổi với các cơ quan báo chí về hoạt động của trạm BOT Cai Lậy. Dưới đây là nội dung trao đổi. Phóng viên Thưa ông, theo ghi nhận của chúng tôi, từ một số tài xế cho rằng việc giảm giá phí trong lần thu phí này là chưa phù hợp và vị trí đặt trạm ngay trên quốc lộ 1 chưa nhận được sự đồng thuận của mọi người. Quan điểm của chủ đầu tư như thế nào? Ông Lưu Quang Hào, về việc giảm giá mức thu phí mới và đặt vị trí trạm đều nằm trong phạm vi của dự án, đồng thời tất cả đều đúng quy định của nhà nước. Do vậy, về vấn đề một số tài xế phản đối, chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với địa phương và các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền vận động để người dân hiểu và chia sẻ. Việc chủ đầu tư bố trí xây dựng bãi xe dành riêng cho khu vực tài xế dùng tiền lẻ qua trạm, theo ông, đây có phải là cách nhà đầu tư đối phó với tài xế không? và về lâu dài liệu có đối phó được mãi nếu tài xế vẫn tiếp tục phản ứng. Chúng tôi bố trí khu vực trên là để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những người tham gia giao thông, tránh ùn tắc, đồng thời nó cũng tạo điều kiện cho tài xế khi dùng tiền lẻ để trả phí qua trạm được dễ dàng hơn. Chúng tôi mong muốn rằng việc này tránh xảy ra va chạm và đảm bảo an toàn giao thông. Nếu có sự phản ứng gay gắt từ những phương tiện lưu thông qua khu vực trạm thu phí, thì có khi nào trạm sẽ ngưng hoạt động thêm một lần nữa như lần ngưng vừa qua? Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa. Rất mong người dân và các phương tiện tham gia giao thông sau khi hiểu sẽ chia sẻ và thông cảm giúp cho trạm thu phí hoạt động thuận lợi. Thời gian tới, nếu vẫn tiếp tục bị các tài xế phản ứng, chủ đầu tư có dây dời trạm hay không hoặc là có những điều chỉnh gì khác, Hiện tại thì chúng tôi không thay đổi gì và chúng tôi nghĩ rằng sẽ không có chuyện ngưng hoạt động thêm lần nữa. Giám đốc BOT Cai Lậy đã chuẩn bị mọi phương án chống ôn tắc. Ông Nguyễn Phú Hiệp, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư quốc lộ 1 Tiên Giang cho biết đã có nhiều kịch bản chống ôn tắc khi tài xế đưa tiền lẻ, tiền lớn ngày 28 tháng 11, trao đổi với phóng viên báo ông Nguyễn Phú Hiệp, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang, chủ đầu tư BOT cai lại cho biết, đúng 9 giờ ngày 30 tháng 11, trạm thu phí sẽ hoạt động trở lại. Ông Hiệp nói, đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã chuẩn bị tất cả các phương án, mục đích cuối cùng là chống gây ủng tắc. Cụ thể, sẽ có bố trí khu vực dành cho tài xế qua trạm khi đưa tiền mệnh giá thấp lẫn mệnh giá cao và cả khu vực báo chí tác nghiệp theo công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang, trung bình mỗi lượt qua trạm mất từ 10 đến 30 giây. Nếu thấy tài xế đưa tiền quá lâu hoặc thắc mắc về hoạt động của trạm, sẽ có nhân viên lực lượng chức năng đề nghị vào khu vực được bố trí gần đó ông hiệp nói sẽ không có chuyện trạm ngưng hoạt động như các đợt trước và đơn vị đã lên các kịch bản cụ thể như tài xế cố tình gây khó dễ nếu thấy ủng tắc đơn vị sẽ xả trạm rồi cho hoạt động dù muốn hay không thì tất cả phải chấp hành theo quy định của pháp luật bản thân đơn vị cũng là nhà đầu tư kinh doanh ông hiệp thông tin công an không xử lý tài xế đưa tiền mệnh giá thấp Lúc 9 giờ ngày 30 tháng 11, các cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang sẽ được huy động tới trạm thu phí BOT Cai Lậy để đảm bảo an ninh trật tự. Ngoài ra, công an sẽ không xử lý tài xế đưa tiền mệnh giá thấp hoặc mệnh giá cao, chỉ làm việc với tài xế và người dân có hành vi kích động gây rối. Xã hội đen, lấn chiếm đất nông nghiệp ven sông Hồng xây nhà để bán. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, việc quy hoạch hai bên bờ sông Hồng được làm thận trọng, nhưng đang có tình trạng một số đối tượng xã hội đen lấn chiếm đất nông nghiệp ven sông Hồng, xây nhà cấp 4 để bán, tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình và quận Tây Hồ sáng nay, 29 tháng 11. Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, việc quy hoạch sông Hồng gắn liền với ba nội dung, thực hiện lập quy hoạch phân lũ các tuyến sông đi qua Hà Nội quy hoạch hai bên bờ sông Hồng chảy qua nội đô và thực hiện quy hoạch các tuyến giao thông hai bên sông. Vì vậy, quy hoạch hai bên bờ sông Hồng phải đảm bảo đồng bộ. Hà Nội đã chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện quy hoạch nhưng phải thận trọng. Theo ông Trung, việc quy hoạch này sẽ được lấy ý kiến rộng rãi của người dân. Cũng theo chủ tịch Hà Nội, đất bãi sông Hồng thuộc địa bàn các phường Tứ Liên, Phú Thượng, quận Tây Hồ và một số vị trí thuộc phường Phúc Xá, quận Ba Đình. Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm hiện có tình trạng một số đối tượng xã hội đen lấn chiếm đất nông nghiệp xây nhà cấp 4 để bán. Thành phố đã nắm rõ tình trạng này và chỉ đạo các quận xử lý nghiêm, ông Trung nói. Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri quận Long Biên ngày 28 tháng 11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng đã khẳng định, Hà Nội chỉ có thể đẹp nếu hai bên bờ sông Hồng được quy hoạch bài bản. Tuy nhiên, không vì thế mà thực hiện quy hoạch vội vã, bởi sông Hồng có nhiệm vụ chính là bảo đảm an toàn cho Hà Nội. Bãi đất từ bốc cháy ở Mỹ suốt 50 năm, người dân đầu hố đun nước mà không cần cúi. Hiện tượng kỳ lạ này sẽ khiến không ít người tò mò khi lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng người dân trong ngôi làng này thì chẳng còn lạ lẫm gì nữa. Không cần nói thì mọi người cũng đều biết rằng ngọn lửa đã được người tiền sử phát hiện ra từ cách đây hàng ngàn năm. Họ đã biết tạo ra lửa và sử dụng chúng cho mục đích sinh hoạt hàng ngày. Đó là bước tiến quan trọng trong nền văn minh nhân loại. Và ai cũng biết, cần phải có nguyên liệu cháy mới duy trì được ngọn lửa. Vậy nên, nếu lần đầu tiên được nhìn thấy cảnh tượng này, thì hẳn mọi người sẽ rất ngạc nhiên, không biết chuyện gì đang xảy ra. Chuyện xảy ra ở ngôi làng Đông Môn thuộc địa phận quận Trường Thọ, thành phố Trung Khánh, Trung Quốc. Nếu được hỏi, người dân sống ở quanh khu vực này đều biết đến một bãi đất rộng khoảng hơn 4 mét vuông có thể tự bốc cháy mà không cần bất cứ nguyên liệu nào như than, củi. Hiện tượng này không chỉ diễn ra mới đây mà nó đã kéo dài suốt 50 năm qua, vậy nên người dân cũng chẳng còn là lẫm gì nữa. Bãi đất không cây cỏ, không có bất cứ một thứ gì, nhưng lại có lửa cháy liên tục. Nghe có vẻ hết sức hoang đường, nhưng thực tế chẳng có gì thằng bí cả. Theo người dân ở đây, sở dĩ đất có thể cháy được như vậy là do lượng dầu khí thoát ra từ bên dưới. Người dân sống quanh khu vực bãi đất kỳ lạ này thường mang nồi hoặc ấm ra để đun nước, nấu ăn, 50 năm trước, một nhóm khai thác dầu khí đã tới đây thăm dò và khoan giếng khí tự nhiên. Tuy nhiên, họ nhận ra khu vực này thiếu giá trị khai thác nên họ đã lấp miệng giếng. Thế nhưng, sau đó một lượng khí tự nhiên vẫn bốc lên và cháy. Cả những khi mưa nhỏ, ngọn lửa vẫn không bị dập tắt. Tận dụng ngọn lửa miễn phí, người dân sống quanh khu vực bãi đất kỳ lạ này thường mang nồi hoặc ấm ra để đun nước, nấu ăn.